Vatican News tiếng Việt. Vatican News tiếng Việt xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin gửi đến quý vị chương trình của Radio Vatican hôm nay, thứ năm ngày 20 tháng 8 gồm có Trước hết là bản tin, tiếp đến là mục gặp Đức Giáo Hoàng, và cuối cùng là giáo huấn vui. Bây giờ kính mời quý vị cùng Jen Campbell và Ngọc Huynh theo dõi tin tức. Giáo hội Bangladesh phát động chiến dịch trồng cây trong năm Lodato Si. Bangladesh. Các giám mục Bangladesh đã phát động chiến dịch trồng 400.000 cây trên khắp đất nước trong năm đặc biệt Laudato Si. Kỷ niệm 5 năm Đức Thánh Cha Francisco ban hành thông điệp Laudato Si, chăm sóc ngôi nhà chung của chúng ta. Chiến dịch được tài trợ bởi Hội đồng Giám mục Bangladesh và Ủy ban Bắc Ái của giáo hội nước này. Đức Hồng Mi Patrick Rosario, Tổng giám mục Dhaka, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Bangladesh đã cùng với các giám mục khai mạc chiến dịch trồng cây tại các cơ sở của Hội đồng Giám mục Bangladesh ở thủ đô Dhaka hôm ngày 14 tháng 8. Do những biện pháp ngăn ngừa Covid-19, chỉ có một số giáo sĩ, tu sĩ của tám giáo phận của Bangladesh và các đại diện giáo dân tham dự buổi khai mạc chiến dịch. Các giám mục Bangladesh đã trồng ba cây ăn quả và mời gọi các tín hữu công giáo của tám giáo phận nước này và các giáo sứ cũng làm như thế trong năm 2020-2021. Trong nghi thức khai mạc chiến dịch, Đức Hồng Y Rosario nói rằng cây xanh giữ một vai trò quan trọng trong việc duy trì cân bằng sinh thái. Tuy nhiên, với sự gia tăng dân số và nhiều nhu cầu của con người, các rừng cây và khoảng xanh dần dần, dần bị cạn kiệt. Kết quả là các thảm họa thiên nhiên khác nhau đang ảnh hưởng đến thế giới. Trước tình hình này, Đức Tổng giám mục Dhaka nói rằng cộng đồng cần phải nhận thức và nhấn mạnh đến việc duy trì sự cân bằng tự nhiên. Đức Hồng y hy vọng rằng bằng cách hiệp nhất với cộng đồng thế giới và đất nước, Giáo hội Công giáo Bangladesh sẽ có thể đóng góp ít nhất một chút vào sự cân bằng sinh thái và sự phát triển bền vững của đất nước bằng cách trồng cây. Với chiến dịch trồng cây này, các giám mục Bangladesh cũng kỷ niệm 50 năm nước này giành được độc lập từ Pakistan vào ngày 26 tháng 3 năm 1971, cũng như 100 năm ngày sinh của Sheikh Mujibur Hamad, người thành lập quốc gia. Nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh của việc khai sinh đất nước, Bangladesh cũng phát động một năm kỷ niệm từ ngày 17 tháng 3 năm nay đến ngày 17 tháng 3 năm 2021. Đức Hồng Mi Rosario là chủ tịch của Ủy ban quốc gia gồm 50 thành viên, được thành lập cho cả hai dịp kỷ niệm trên. Ngài nói, chúng ta yêu mến đất nước và tôn trọng vì sáng lập. Mỗi tín hữu công giáo cần trồng một cây để diễn tả tình yêu đối với đất nước và danh dự cho vị sáng lập của chúng ta. Chúng ta hầu như sẽ trồng cây ăn quả, nhưng cả những cây có thể mang lại gỗ cho tương lai. Tổng giám mục ở Belarus yêu cầu chính quyền cho các linh mục thăm những người biểu tình bị bắt giam. Belarus, theo trang web của Giáo hội Công giáo Belarus, Đức Tổng giám mục Thaddeus Kongru Service của giáo phận Minsk Mohyles và cũng là Chủ tịch Hội đồng giám mục Belarus đã kêu gọi Bộ trưởng Nội vụ Yuriy Karai của nước này cho phép các linh mục thăm những người biểu tình trong những cuộc biểu tình đại chúng đã bị bắt giam cuộc biểu tình bắt đầu hôm 9 tháng 8 sau khi ông Alexander Lukashenko được nhiệm được tuyên bố là người chiến thắng với 80% số phiếu bầu. Các quan chức bầu cử cho biết ứng cử viên đối lập bà Svilana Shikhanouskaya giành được 10% phiếu bầu. Bà đã bị giam giữ trong vài giờ sau khi khiếu nại với Ủy ban bầu cử và đã trốn sang Lithuania. Tổng thống Lukashenko đã giữ chức Tổng thống Belarus từ khi chức này được thành lập vào năm 1994, ba năm sau khi nước này được độc lập từ Liên bang Soviet. Có báo cáo nói rằng, ông đã yêu cầu Nga giúp dẹp các cuộc biểu tình và duy trì vị trí quyền lực mà ông đã nắm giữ suốt 26 năm qua. Hôm 17 tháng 8, trong cuộc viếng thăm một nhà máy ở ngoại ô của thủ đô Minsk, ông đã bị các công nhân chất vấn và yêu cầu ông từ chức. Cảnh sát đã bắt giữ hàng ngàn người biểu tình xuống đường đòi kiểm phiếu lại. Bất chấp chiến dịch chấn áp, các cuộc biểu tình vẫn tiếp tục diễn ra trên khắp quốc gia có dân số 9,5 triệu người và có biên giới với Nga, Ukraine, Ba Lan, Lithuania và Latvia. Trang web của giáo hội Công giáo Belarus viết rằng Đức Tổng giám mục Con đã yêu cầu Bộ trưởng Nội vụ Karaev thả các tù nhân ngay lập tức. Ngài cũng yêu cầu ông trực tiếp thảo luận về tình hình khó khăn hiện tại để ngăn ngừa bạo lực tương lai. Tuần trước, Đức Tổng giám mục Con đã yêu cầu chấm dứt đàn áp những người biểu tình. Ngài viết hôm ngày 11 tháng 8. Vào thời điểm quan trọng này trong lịch sử của chúng ta, nhân danh Thiên Chúa của lòng thương xót vô biên, tình yêu và hòa bình, tôi kêu gọi tất cả các bên tham gia xung đột chấm dứt bạo lực xin cho bàn tay của các bạn được tạo ra cho hoạt động hòa bình và lời chào huynh đệ, không dơ cao vũ khí cũng như gạch đá. Hãy để sức mạnh của lập luận dựa trên sự đối thoại trong sự thật và tình yêu thương lẫn nhau chiến thắng lý luận của vũ lực. Hai tháng sau bạo lực cướp bóc, 2.000 người tham dự rước kiệu thánh thể tại trung tâm thủ đô bang Wisconsin. Hoa Kỳ, khoảng 2.000 người trên khắp bang Wisconsin đã tham gia cuộc rước kiệu thánh thể trong hòa bình do đức cha Donald Hayen chủ sự qua đường phố của trung tâm thành phố Madison, thủ phủ bang Wisconsin, cầu nguyện cho hòa bình và hiệp nhất trong tiểu bang. Đức cha Hayen nói với bản tin công giáo CNA, hy vọng cuối cùng là Thiên Chúa sẽ ban ơn chữa lành mạnh mẽ, sức mạnh cứu độ trên chúng ta trong thời khắc vô cùng khó khăn và thử thách. Đức cha nói thêm, khi chúng ta nhìn vào đại dịch, khi chúng ta nhìn vào bạo lực và hoàn cảnh chính trị, chúng ta nhận thấy có một số vấn đề rất sâu xa tại đất nước của chúng ta và tất cả những vấn đề đó đều có cách giải quyết thiêng liêng. Đức cha cũng cho biết một mục đích khác của bối kiệu thánh thể là mang lại hy vọng cho người dân trong thời gian mà họ bị cô độc hơn bình thường do đại dịch virus corona. Và khi sự bất an của đất nước có thể gây nên đau khổ và tuyệt vọng, nhiều người tham gia cho biết họ rơi vào tuyệt vọng cách ly xã hội và sợ hãi và việc cùng nhau đến với Chúa các công khai đã thực sự mang lại cho họ ánh sáng, hy vọng, bình an để tiến bước. Ngày rước kiệu cũng là ngày đầu tiên trong 54 ngày đọc kinh Minh Côi mà nhiều người đang tham gia. Đức Cha Hai cũng như nhiều giám mục khuyến khích đọc kinh Minh Côi trong thời gian đại dịch. Cha Rick Herman, người đã tham dự và giúp tổ chức buổi kiệu thánh thể, cho biết cuộc rước được tổ chức bởi hội tông đồ, người của chú Gito và được nhiều hội đoàn và giáo sứ trong vùng hỗ trợ. Cha rất vui với cuộc rước kiệu đông đảo và trong yên bình. Cha nói rằng cha không nhận thấy bất kỳ sự phản đối giận dữ nào hoặc những người ngoài cuộc khó chịu. Cha nói thêm, ngay cả thời tiết cũng hợp tác với sự kiện này, rời mưa suốt buổi sáng nhưng đã dừng ngay khi đám rước bắt đầu. Cách đây hai tháng rưỡi, những người nổi loạn đã phá phách con đường ở trung tâm thành phố Madison, đập phá cửa sổ và cướp phá 75 cửa hàng. Nhưng hôm 15 tháng 8, cuộc rước kiệu có tên Hiệp nhất Wisconsin, có mục đích hiệp nhất tiểu bang này trong cầu nguyện. Cha Harmon nói, chúng ta được kêu gọi hiệp nhất, nhưng hiệp nhất ở đâu? Ở chân thánh giá, ở sự thật của tin mừng. Đức Hồng Y Suhario kêu gọi chống tham nhũng, bạo lực và biến đổi khí hậu ở Indonesia. Jakarta, ngày 17 tháng 8, Indonesia kỷ niệm quốc khánh lần thứ 75. Nhân dịp này, Đức Hồng Y Inacio Soeharjo Hartjoasmojo, Tổng giám mục Jakarta, mời gọi mọi người cùng làm việc chống tham nhũng, bạo lực và biến đổi khí hậu, những điều đang gây tổn hại đất nước. Đức Hồng Y khẳng định. Các lý tưởng của quốc gia thống nhất, chủ quyền, công bằng và thịnh vượng vẫn được người dân ủng hộ, nhưng nó luôn bị đe dọa từ các vụ tham nhũng, bất ổn chính trị, tính bất bao dung và khủng bố của các nhóm hồi giáo. Đức Hồng y nhận định rằng các mối đe dọa này tăng dần từ năm này sang năm khác. Vì thế, đối với tổng giám mục Jakarta, kỷ niệm quốc khánh không chỉ là một buổi lễ, nhưng phải là một lời nhắc nhở về trách nhiệm của mọi người trong việc xây dựng công ích. Đức Hồng y nói thêm Trách nhiệm này cũng chất vấn người Công giáo, những người được kêu gọi làm việc cho công bằng xã hội và thúc đẩy lý tưởng dân tộc trong gia đình, cộng đoàn, giáo xứ. Đồng thuận với tư tưởng trên của Đức Hồng Y ông Vincenzo Hago Mandira Hayo, Chủ tịch Hiệp hội Tri thức Công giáo Indonesia nói, vì sự tiến bộ của đất nước, chúng ta những công dân của đất nước phải có trách nhiệm vượt qua những thách đố này. Theo Cha Francis Xavier Mundi Sutrisno, giảng viên trường Triakara ở Jakarta. Ba vấn đề xã hội được Đức Hồng Y chỉ ra được chính phủ ưu tiên. Cha nói cần phải áp dụng đúng luật để khắc phục nạn tham nhũng, bạo lực và những hành động phá hủy môi trường. Nếu luật không được áp dụng đúng, những vấn đề này không bao giờ được giải quyết. Từng là thuộc địa của Hà Lan, Indonesia đã giành được độc lập và có hiệu lực vào năm 1949. Tuy nhiên, một số phong trào đòi độc lập vẫn đang hoạt động trong nước và có những điểm hiện đang căng thẳng, đặc biệt ở tỉnh Papua, nơi người dân địa phương cho rằng họ bị chính phủ phân biệt đối xử những căng thẳng này đã tạo ra mảnh đất màu mỡ cho sự xuất hiện của các nhóm hồi giáo và các mạng lưới khủng bố gây nhiều cuộc tấn công đấm máu trong những năm gần đây tình hình đất nước ngày càng thêm bất ổn do hiện đang gặp các vấn đề môi trường đặc biệt liên quan đến nạn phá rừng lớn trên quần đảo nơi rừng nhiệt đới lớn thứ ba trên thế giới phải nhường chỗ cho việc sản xuất các nguyên liệu thô như dầu cọ ngày càng tăng Giám mục Pemba của Mozambique tố cáo khủng hoảng khu vực và kêu gọi trợ giúp 250.000 người di dời. Maputo, trong những ngày vừa qua, Mozambique đang phải đối phó với đe dọa khủng bố bạo lực và thái độ quá khích ở khu vực phía bắc đất nước, làm cho 250.000 người phải di rời. Đức cha Luis Fernando Lisboa, giám mục Pemba lên tiếng tố cáo khủng hoảng khu vực và kêu gọi cộng đồng quốc tế can thiệp và trợ giúp cho những người dân phải di rời. Ngày 12 tháng 8, một nhóm vũ trang của tỉnh Trung Phi của nhà nước hồi giáo đã chiếm quyền kiểm soát cảng Mozambique Daraya và đánh bại quân đội Mozambique. Đây là lần đầu tiên các phần tử nổi dậy thánh chiến có mặt ở tỉnh Cabo Delgado giáp biên giới với Tanzania và chiếm được một vị trí chiến lược quan trọng. Ngày 13 tháng 8, bà Veronica Machambo, Bộ trưởng Ngoại giao Mozambique khẳng định Khu vực phía bắc đất nước đang phải đối phó với đe dọa khủng bố bạo lực và thái độ quá khích, nếu không ngăn chặn nguy cơ có thể lan rộng khắp Nam châu Phi. Trước tình hình bất ổn này, hôm ngày 17 tháng 8 tại Mozambique da Praia, cộng đồng phát triển châu Phi gồm 16 quốc gia, trong đó có Mozambique, Tanzania và Nam Phi, đã nhóm họp để thảo luận về tình hình khủng hoảng. Theo bà Veronica Macamo, các quốc gia thành viên phải tiến hành tham vấn và phối hợp hành động để chống khủng bố đang đe dọa nghiêm trọng cho khu vực. Đức cha Luis Fernando Lisboa, giám mục Pemba nói, tình hình ở tỉnh Cabo Delgado rất nguy cấp, tác động của khủng hoảng lớn ảnh hưởng đến tất cả người dân của tỉnh Cabo Delgado. Có hơn 250.000 người phải di dời, người dân của chúng tôi đang rất cần hòa bình. Đức cha Lisboa kêu gọi cộng đồng quốc tế phải hỗ trợ quốc gia, nhiều người đang rất cần tình liên đới. Và theo đức cha, ngoài việc giúp chấm dứt khủng hoảng, cần phải cung cấp lương thực cho những người phải di dời. Giám mục Pemba cũng cho biết, về phần giáo hội qua tổ chức Caritas, giáo phận đã phát động một chiến dịch hỗ trợ những người phải di dời. Đức cha mong mọi người giúp đỡ ủng hộ chiến dịch này. Cảng Mozambique da Praia có tầm quan trọng về chiến lược đối với các kế hoạch phát triển kinh tế của Mozambique. Vì thế, theo Trung tâm Nghiên cứu Nam Phi, cộng đồng phát triển châu Phi phải hỗ trợ khẩn cấp cho Mozambique trong việc ngăn chặn cuộc nổi dậy bạo lực này. Trung tâm kêu gọi các quốc gia Nam Phi hành động dứt khoát để có thể giúp chấm dứt khủng hoảng. Nếu không, tình hình có thể đưa đến tình trạng tương tự như các cuộc khủng hoảng an ninh ở khu vực Sahel, Hồ Sát và Sừng Châu Phi trước đây. Các giám mục Brazil lên án một vụ phá thai cho bé gái 10 tuổi. Brazil, trong những ngày vừa qua, Trung tâm Y tế Amaury Gemedeiros liên kết với Đại học Pernambuco ở Recife đã thực hiện ca phá thai cho một bé gái 10 tuổi. Ngay lập tức, Hội đồng giám mục Brazil đã cực lực lên án và khẳng định đây là một tội ác chống lại trẻ em. Trước việc một bé gái 10 tuổi bị người chú cứng hiếp và hậu quả là phải mang thai, trong một ghi chú, Đức cha Valmor Oliveira de Adevedo, Tổng giám mục giáo phận Horizonte, Chủ tịch Hội đồng giám mục Brazil nhấn mạnh, hai tội ác chống lại trẻ em xảy ra cùng một lúc, một tội chống lại hài nhi chưa được sinh ra và một tội chống lại người mẹ. Đức cha viết: bạo lực tình dục quả thật khủng khiếp, nhưng bạo lực phá thai không thể giải thích được. Những thiếu sót im lặng và những tiếng nói ủng hộ bạo lực đòi hỏi một sự suy tư sâu sắc về sự hiện hữu của con người. Đức cha Ricardo Hopeser, chủ tịch ủy ban giám mục Brazil về sự sống và gia đình cũng lên tiếng nhấn mạnh tất cả sự việc cần phải được làm sáng tỏ. Tại sao một em bé không được phép sống? em đã phạm lỗi hay tội gì? Tại sao một án tử lại kết án vội vàng như vậy, ngay cả khi người bị kết án chỉ là một trẻ thơ vô tội? Tại sao lại coi thường các giải pháp khác có thể thực hiện được, các giải pháp hướng đến việc hỗ trợ sự sống? Chủ tịch Ủy ban Giám mục về sự sống và gia đình cũng thẳng thắn phê bình các tổ chức có chức năng bảo vệ sự sống không lên tiếng trước sự việc này. Đức cha nói, Chúng ta đang phủ nhận nhân tính của chúng ta. Bạo lực tình dục là điều bị ổi và khủng khiếp. Nhưng bạo lực phá thai đối với một sinh linh vô tội và không thể tự bảo vệ là điều khủng khiếp không kém. Cả hai đều là tội ác, biểu hiện của sự suy thoái đạo đức luân lý. Đức cha kết luận, nếu chúng ta giết con của chúng ta, chúng ta đang giết chết tương lai của chính chúng ta. Đức Cha, Fernando, Saburido, Tổng giám mục giáo phận Olinda và Recife lấy làm tiếc vì thành phố đang bị mang tiếng là thủ đô phá thai. Ngài kêu gọi đấu tranh để có một sự thay đổi tâm thức. Cuối cùng, trong một sứ điệp video, Đức Cha Antonio Augusto Dias Duarte, giám mục phụ tá Rio de Janeiro khẳng định, Chúng tôi lên tiếng bênh vực những người mà tiếng nói của họ không được lắng nghe vì bị bóp nghẹt. Mỗi sự sống đều quan trọng. Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 20 tháng 8 của Vatican News tiếng Việt. Vatican News tiếng Việt Chuyên mục Gặp Đức Giáo Hoàng Kính thưa quý thính giả, trong buổi tiếp kiến chung trực tuyến vào sáng thứ Tư 19 tháng 8, Đức Thánh Cha Francisco tiếp tục loạt bài suy tư về đại dịch COVID-19 với chủ đề Chữa lành thế giới Bài suy tư thứ ba nói về chọn lựa ưu tiên dành cho người nghèo và đức ái. Đức Thánh Cha nói rằng, đại dịch làm cho chúng ta nhạy cảm với một thứ virus còn trầm trọng hơn đang ảnh hưởng thế giới. Đó là virus bất công xã hội, thiếu các cơ hội công bằng và những người nghèo và những người thiếu thốn nhất bị loại ra bên ngoài xã hội. Đức Thánh Cha nhắc rằng gương mẫu và giáo huấn của Chúa Kitô cho chúng ta thấy rằng một chọn lựa ưu tiên cho người nghèo là tiêu chí thiết yếu trong căn tính đích thực của các môn đệ Chúa Kitô. Bác Ái Kitô giáo yêu cầu chúng ta đi xa hơn những trợ giúp xã hội khi biết lắng nghe tiếng nói của họ và hành động để vượt qua tất cả những gì cản trở sự phát triển vật chất và tinh thần của họ. Ngài mong ước rằng tin mừng có thể soi sáng cho chúng ta để tìm ra những cách thức sáng tạo để thực hành đức ái được kiến tạo trong đức tin và đâm rễ trong đức cậy. Đức ái này có thể chữa lành thế giới bị thương tích và thăng tiến lợi ích thật sự cho toàn thể gia đình nhân loại. Bắt đầu buổi tiếp kiến, các tín hữu đã nghe đọc đoạn thư thứ hai của Thánh Phaolô gửi tín hữu Corinto chương 8. Trong đó, Thánh Nhân khen ngợi các tín hữu Macedonia. Trải qua bao nỗi gian truân, họ vẫn được chan chứa niềm vui. Giữa cảnh khó nghèo túng cực, họ lại trở nên những người giàu lòng quảng đại. Thánh nhân cũng nhắc lại gương mẫu của Chúa Giêsu Kitô Chúa chúng ta, người vốn giàu sang phú quý nhưng đã tự ý trở nên nghèo khó vì anh em, để lấy cái nghèo của mình mà làm cho anh em trở nên giàu có. Từ tấm gương yêu thương tự hạ của Chúa Giêsu và lòng bác ái của Tín hữu Macedonia, Đức Thánh Cha bắt đầu bài giáo lý của ngài. Đức Thánh Cha nói: Cari fratelli e sorelle, buongiorno. La pandemia messo scoperto la difficile dei poveri. Anh chị em thân mến, chào anh chị em. Đại dịch đã phơi bày tình cảnh của người nghèo và sự bất bình đẳng to lớn đang thống trị thế giới và virus trong khi không phân biệt người nào đã tìm thấy trên con đường tàn phá của nó sự bất bình đẳng và phân biệt đối xử mạnh mẽ và nó đã làm những điều này gia tăng thêm do đó phản ứng với đại dịch là phản ứng kép một mặt phải cấp bách tìm ra cách chữa trị loại virus nhỏ bé nhưng kinh khủng đang khiến cho thế giới phải quỳ gối mặt khác chúng ta cũng phải chữa khỏi một loại virus to lớn hơn đó là bất công xã hội bất bình đẳng về cơ hội việc gạt ra ngoài lề xã hội và thiếu bảo vệ cho những người yếu đuối nhất. Trong phản ứng kép để chữa trị này có một chọn lựa mà theo tin mừng không thể thiếu được, đó là chọn lựa ưu tiên cho người nghèo. Đức Thanh Trà nhấn mạnh, đây không phải là một chọn lựa chính trị, cũng không phải là chọn lựa lý tưởng hay chọn lựa đảng phái. Lựa chọn ưu tiên cho người nghèo nằm ở trung tâm của tin mừng. Và người đầu tiên thực hiện chọn lựa này chính là Chúa Giêsu Chúng ta đã nghe về điều này trong đoạn thư gửi cho các tín hữu Corinto vào đầu buổi tiếp kiến. Chính Ngài đấng giàu có đã trở nên nghèo để làm cho chúng ta trở nên giàu có. Ngài làm vì mỗi người chúng ta và do đó ở trung tâm của tin mừng, ở trung tâm của lời rao giảng của Chúa Giêsu có sự chọn lựa này. Chính Chúa Giêsu Kitô là Thiên Chúa đã tự hạ để trở nên giống như con người và người không chọn một cuộc sống đặc ân mà đã chọn điều kiện của một tôi tớ người tự hủy chính mình khi tự trở nên một đầy tớ, người sinh ra trong một gia đình khiêm hạ và làm nghề thủ công. Khi bắt đầu sứ vụ rao giảng, Ngài đã loan báo rằng trong nước Thiên Chúa, người nghèo được chúc phúc. Người ở giữa những người bệnh tật, người nghèo và những người bị loại trừ, tỏ cho họ thấy tình yêu thương xót của Thiên Chúa. Rất nhiều lần, Ngài đã bị đánh giá là người ô uế vì đến gặp những người bệnh, người phong cùi. Và theo não trạng của luật thời đó, những người này làm cho người ta ra ô uế và ngài đã chấp nhận như thế để gần gũi với những người nghèo. Từ mẫu gương của Chúa Kitô, Đức Thánh Cha nhắc lại các tiêu chí của môn đệ Chúa Kitô. Vì thế, người ta nhận ra các môn đệ Chúa Giêsu qua sự gần gũi của họ với người nghèo, những người bé mọn, những người bệnh tật và tù đầy, những người bị loại trừ và lãng quên, những người thiếu cơm ăn áo mặc. Chúng ta có thể đọc thấy tiêu chuẩn nổi tiếng này trong tin mừng Thánh Matthew chương 25, tiêu chuẩn mà theo đó chúng ta sẽ được xét xử. Đây là tiêu chuẩn nồng cốt để chứng tỏ đặc tính Kitô chân chính. Một số người lầm tưởng rằng tình yêu ưu tiên đối với người nghèo là nhiệm vụ của một số ít người, nhưng trên thực tế đó là sứ mệnh của toàn thể giáo hội. Mọi Kitô hữu và mọi cộng đoàn đều được kêu gọi trở thành khí cụ của Thiên Chúa để giải phóng và thăng tiến người nghèo. Đức Thánh Cha nói tiếp: "Lòng tin cậy mến nhất thiết thúc đẩy chúng ta hướng tới sự ưu tiên dành cho những người túng thiếu nhất, điều này còn vượt xa sự trợ giúp cần thiết." Thật vậy, nó ám chỉ việc đi cùng nhau để mình được truyền giảng tin mừng bởi họ là những người biết rõ về Chúa Kitô đau khổ, để chúng ta được lây nhiễm bởi kinh nghiệm cứu độ, bởi sự khôn ngoan và sáng tạo của họ. Chia sẻ với người nghèo nghĩa là làm giàu cho nhau. Và nếu có những cấu trúc xã hội bệnh tật ngăn cản họ mơ ước về tương lai, chúng ta phải cùng nhau hoạt động để chữa lành chúng, để thay đổi chúng tình yêu của Chúa Kitô đấng đã yêu thương chúng ta đến tận cùng đưa chúng ta đến điều này và đi đến các biên giới, các biên cương, các thế giới hiện sinh. Đưa những vùng ngoại vi vào trung tâm có nghĩa là tập trung cuộc sống của chúng ta vào Đức Kitô, đấng đã tự trở nên nghèo vì chúng ta để làm giàu cho chúng ta nhờ sự nghèo khó của người. Tất cả chúng ta đều quan tâm đến hậu quả xã hội của đại dịch nhiều người muốn trở lại cuộc sống bình thường và tiếp tục các hoạt động kinh tế tất nhiên nhưng sự bình thường này không được bao gồm những bất công xã hội và sự suy thoái môi trường đại dịch là một cuộc khủng hoảng và chúng ta không thoát khỏi khủng hoảng như chúng ta đã từng là hoặc chúng ta sẽ tốt hơn hoặc chúng ta sẽ tệ hơn chúng ta phải thoát khỏi đại dịch tốt hơn để cải tiến tình trạng bất công xã hội và suy thoái môi trường về cơ hội chúng ta có thể có trong đại dịch, Đức Thánh Cha nói. Hôm nay chúng ta có thể có cơ hội để xây dựng một điều gì đó khác biệt. Ví dụ, chúng ta có thể thúc đẩy một nền kinh tế phát triển toàn diện cho người nghèo, chứ không phải một nền kinh tế duy trợ giúp. Tôi không muốn lên án việc trợ giúp, các hoạt động trợ giúp rất quan trọng. Chúng ta hãy nghĩ đến hoạt động tình nguyện, đó là một trong những công trình kiến trúc đẹp nhất mà giáo hội Ý có. Họ đang trợ giúp, nhưng chúng ta phải đi xa hơn để giải quyết những vấn đề thúc đẩy chúng ta chỉ duy trợ giúp. Đức Thanh Cha giải thích thêm, một nền kinh tế mà không tìm ra biện pháp chữa trị thì trong thực tế nó đầu độc xã hội. Chẳng hạn như lợi nhuận mà không đi liền với việc tạo ra công ăn việc làm xứng đáng. Loại lợi nhuận này bị tách ra khỏi một nền kinh tế thực sự là nền kinh tế đáng lẽ phải mang lại lợi ích cho người dân. Và hơn nữa, đôi khi thờ ơ với những thiệt hại gây ra cho ngôi nhà chung. Lựa chọn ưu tiên cho người nghèo sự đòi hỏi đạo đức xã hội này phát xuất từ tình yêu của Thiên Chúa, cho chúng ta động lực để suy nghĩ và hoạch định một nền kinh tế nơi mà mọi người, và đặc biệt là những người nghèo nhất ở trung tâm. Và nó cũng khuyến khích chúng ta hoạch định việc chữa trị virus bằng cách ưu tiên cho những người cần nó nhất. Đức Thanh Cha cũng lưu ý, thật đáng buồn biết bao nếu vaccine COVID-19 được dành ưu tiên cho những người giàu nhất, và sẽ là một vụ bê bối nếu tất cả sự hỗ trợ kinh tế mà chúng ta đang thấy, hầu hết bằng tiền công đều tập trung vào việc cứu các ngành công nghiệp không đóng góp vào việc bao gồm những người bị loại trừ, thăng tiến những người rốt cùng nhất, cho công ích hoặc chăm sóc công trình sáng tạo. Đây là những tiêu chí để lựa chọn những ngành công nghiệp cần trợ giúp. Cuối cùng Đức Thánh Cha mời gọi, nếu virus lại bùng phát trong một thế giới không công bằng với những người nghèo và dễ bị tổn thương nhất, thì chúng ta cần thay đổi thế giới này. Theo gương của Chúa Giêsu, vị lương y của tình yêu toàn vẹn của Thiên Chúa vì lương y chữa lành thể xác, xã hội và tâm linh. Chúng ta phải hành động ngay bây giờ để chữa lành những dịch bệnh do virus nhỏ bé vô hình gây ra và để chữa lành những virus do bất công xã hội to lớn và hữu hình gây ra. Tôi đề nghị rằng điều này được thực hiện bắt đầu từ tình yêu của Thiên Chúa bằng cách đặt các vùng ngoại vi ở trung tâm và những người cuối cùng lên hàng đầu. Bắt đầu từ tình yêu cụ thể này được nêu giữ trong đức cậy và được đặt nền trên đức mến, một thế giới lành mạnh hơn sẽ là điều có thể nhưng nếu ngược lại, chúng ta sẽ tồi tệ hơn khi ra khỏi cuộc khủng hoảng. Xin Chúa trợ giúp chúng ta và ban cho chúng ta sức mạnh để tốt hơn khi thoát khỏi cuộc khủng hoảng này bằng cách đáp lại các nhu cầu của thế giới hôm nay. Vatican News tiếng Việt Chuyên mục Giáo huấn vui Anh Huy và Trần Đình. Xin chào quý vị trở lại với giáo huấn vui của Vatican News tiếng Việt. Và chúng ta đang tìm hiểu tông huấn niềm vui của tình yêu kỳ số 9 từ số 27 đến số 30. Trước khi ôn bài cũ thì tôi bật mí cho cậu từ đề bài mới để lấy tinh thần cái đúng không? Bảo đảm nghe tự đề là cậu xỉu liền luôn. Tựa đề sao đâu? Đấy nè, chữ nhỏ nhỏ ở dưới góc màn hình nè, đánh vân đi. Dịu dàng chứ nhỏ khó đọc quá ông ơi và to mắt ra đôi kính vô vòng vào. tay ôm ấp cái gì? dịu dàng dịu dàng vòng tay ôm ấp đấy tôi tôi thiên cha chịu chơi luôn á ông ơi chịu chơi thiệt luôn á viết về gia đình chẳng lẽ đặt tiêu đề là đứng xa cách nhau 3 mét hay là giữ khoảng cách tối ít nhất 1 mét hay là đeo khẩu trang giãn cách xã hội thời covid hả? ờ à? à, thôi bật mấy chút xíu thôi trở lại bài cũ mà tôi thấy bài trước quá dễ rồi khỏi canon đi ông ơi cái bài mới này dịu dàng cái gì vòng tay ôm ấp thì, là có cứ từ từ cho cá nó như nào nó còn nói thử nội dung bài cũ nó sao con nào thì tôi thấy dễ quá quá nên tớ bỏ vào trí nhớ ngắn hạn rồi Bây giờ lâu quá cả tuần nên quên rồi Bỏ tay bỏ chân luôn Lại vấn đề trí nhớ nữa hết nhớ quên rồi đến nhớ lầm Hôm nay lại nhớ trí nhớ ngắn Thì cậu thông cảm dù có bẩm sinh não dài thì trí nhớ nó cũng ngắn thôi hả à? Ừ chúc mừng cậu Chứ nếu mà ngược lại trí nhớ dài mà não ngắn thì căng à <laughs> Thật tình à Cả khịa tôi không à tại vì ông cà khịa nên là tự nhiên nó máy nó chạy lại nó đụng trúng cái cái vùng nó kích thích từ cái vùng trí nhớ giờ nhớ lại rồi nè lần trước á, là nói về lao động công khó tay bạn làm ra không làm thì đừng có ăn à, không làm mà vẫn ăn thì vung răng ra ngoài cũng <laughs> được á và chúng tôi xin trân trọng thông báo với quý vị là các nhà khoa học đã nghiên cứu ra là cà khịa có ảnh hưởng đến trí nhớ giúp kích thích vùng trí não <laughs> vì vậy mà trần định chúng ta đã nhớ được bài trước lao động là một phần thiết yếu làm nên phẩm giá của đời sống con người vậy nên á, mọi người cần phải được có cơ hội để làm việc ừ. và đằng khác thì chính mỗi người phải cố gắng làm việc để ừ. nuôi sống gia đình và phát triển xã hội đúng không? nhưng đồng thời cũng phải quan tâm đến môi trường không có được khai thác bóc lột môi trường dẫn đến kỳ quệ rồi chẳng còn gì cho thế hệ mai sau cả Tóm lại bài cũ quá hay và quá hợp rơ luôn ừ. hợp tác như vậy tình anh em mới chứa chan chăn hòa đúng không? Chứ, Chứ mới vô một cái đó dầu bài cũ thì trí nhớ của tớ nó ngắn lại rồi đúng rồi thấy không? tùy lúc đi. ok vào bài mới được rồi rồi, trở lại với vấn đề gọi là dịu dàng vòng tay ôm ấp. Đó, tiêu đề bài mới. Dịu dàng hạt nắng, đua nhẹ trên áo, đôi môi em dịu dàng khát khao. Cái đấy là bài hát của Phú Quang, Điều Giảng Dị. À, Điều Giảng Dị rồi. Số 27 của Tông Huấn Niềm Vui và Tình Yêu. Dịu dàng hạt nắng. <laughs> Ông lại đi, trở về cái bài hát Điều Giảng Dị rồi. Ông có sống giảng vậy cho tôi dùm tôi nhờ đi đừng hát nhiều Đức Kitô đã đề ra dấu hiệu phân biệt ai là môn đệ người Đó là luật yêu thương và sự trao hiến chính mình cho người khác Và người đã thực hiện điều đó chứ không chỉ là đề ra qua một nguyên tắc mà người cha và người mẹ thường thể hiện trong cuộc sống của mình Có biết nguyên tắc gì không? Đó là không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình Do An, chương 15, Đúng rồi, lòng thương xót và sự tha thứ cũng chính là hoa quả của tình thương. Và về điều này, chúng ta có một ví dụ rất tiêu biểu, đó là sự kiện người phụ nữ bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình. Ừ. Người ấy làm sao? Được dẫn tới trước đền thờ Jerusalem nè, rồi bị bao vây bởi những người tố cáo này. Và sau đó thì khi còn lại một mình chị với Đức Giêsu, người đã không kết án chị, nhưng người mời gọi chị đi về sống một cuộc sống mới xứng đáng hơn. Đấy. Ừ. Hết số 27. Tóm lại một từ thôi, tình thương. Mở rộng thêm chút nữa, lòng thương xót thêm chút nữa sự tha thứ Đúng rồi đã tám xong à không đã tóm xong số 27 đúng là đời sống gia đình á thì cần những điều này đúng là không có tình thương không có lòng thương xót không có sự tha thứ thì tổ ấm thì cũng thành tủ lạnh thôi ông ơi ờ, mà làm sao để không lạnh quá mà đến mức đông đá luôn ấy nha đường vào tim em ôi băng ra đi phải đâu người tình mùa đông trái tim mùa đông gì đó. Ừ. Trái tim em sao lúc nào cũng băng giá như vậy, làm sao mà có thể đi vào được? Rồi, ừ. Qua số 28. Rồi, số 28. Trong viễn cảnh của tình yêu là điều cốt yếu trong kinh nghiệm Kitô giáo về hôn nhân và gia đình, còn nổi lên một nhân đức khác mà thế giới của những tương quan cuồng nhiệt và hơi hợt ngày nay không hề biết đến. Đó chính là sự dịu dàng. Đấy, tâm điểm của hôm nay đó, dịu dàng. Chúng ta hãy tham chiếu Thánh vịnh 131, một thánh vịnh ngọt ngào và nồng nàn. À, thử xem thế nào. Nồng nàn người ta cũng có thể nhận ra nơi các bản văn khác, ví dụ như trong sách Xuất Hành, trong sách Isaiah hay trong Thánh Vịnh 27, sự kết hợp giữa người tín hữu và đức chúa của mình được diễn tả qua ngôn ngữ tình yêu phụ tử hay là mẫu tử. Ừ, ở đây cho thấy sự mật thiết tinh tế và sự dịu dàng giữa mẹ và con. Một bé thơ ngủ yên trong vòng tay mẹ sau khi đã được bú sữa no nê. Như con thơ trong lòng mẹ hiền, bao yêu, yêu thương ấm bù chiều mến Theo nghĩa của từ gamun trong tiếng Hebrew ừ. thì người ta nói làm sao? Người ta nói đến một đứa trẻ đã dứt sữa rồi, ừ. nhưng mà đang nếp mình vào lòng mẹ, trong vòng tay mẹ ấm. Đấy. Cậu thấy là mấy cái bức hình về đức mẹ không? Một sự dịu dàng, ấm con, nó nhất là mấy cái hình đức mẹ mà 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 mặc áo dài ba tà nè mặc áo dài khăn đóng nè hay là đeo khăn mỏ quạ của việt nam nè mặc áo bà ba nè cảm Phòng thấy thân theo, thương đúng không nhìn rất là dịu dàng rồi rất là thân thương ha ừ. như thế là mình thấy có một sự gần gũi rất là có ý thức chứ không chỉ có tính sinh học mà thôi đúng ừ. không bởi thế tác giả thánh vịnh mới hát lên thế nào hồn con con vẫn trước sau giữ cho thân lặng giữ sao thanh bình như trẻ thơ nếp mình lòng mẹ trong con hồn lặng lẽ an vui Đấy, thánh vịnh 131 Mà cậu biết không, đây là cái thánh vịnh mà tớ thích nhất á. Ờ, Những hả? cái lúc mà cảm thấy lòng mình xuyến sao Những lúc mà cảm thấy lòng mình bất ổn Hoặc là... Rồi thì nhớ mẹ nói đại đi đúng không Thế... Nhớ bà cố rồi đúng không Để tôi gọi điện về cho lát thu xong rồi Cho gọi điện về làm gì căng vậy hả? Đấy, Nhưng mà à. như muốn nói là ở bên chúa đó Là cảm giác cái sự bình yên À, song song với thánh vịnh 131 Chúng ta còn có thể nói đến một diễn cảnh khác trong đó tiên tri Hosea đặt vào môi miệng Thiên Chúa như vào môi miệng người cha những lời đầy cảm xúc như thế này. Khi Israel còn là đứa trẻ, ta đã yêu thương nó, ta đã tập đi cho nó, ta đã đỡ cánh tay nó. Ta lấy dây nhân nghĩa, lấy mối ân tình mà lôi kéo nó. Ta xử với nó như người nựng trẻ thơ, nâng lên áp vào má, ta cúi gần nó mà đút cho nó ăn. Đó trong Tiên Giohise. Thấy thấy không? Sự gần gũi trong sự dịu dàng hết số 28. Lần này á thì tới phiên cậu nhé tóm một chữ thôi dịu dàng rồi sao nữa đó là điều mà thế giới cuồng nhiệt và hời hợp ngày nay không biết đến vậy thì người nông dân chúng ta phải làm gì người nông dân phải học cách dịu dàng với những người thân yêu của mình dịu dàng thì rồi sao nữa dịu dàng được rồi thì qua số mới <laughs> số vừa rồi nói về dịu dàng thôi rồi thôi qua số mới đi nè đọc đi rồi số 29 à với cái nhìn này của đức tin và tình yêu của ân sủng và dân thân của gia đình nhân loại và mầu nhiệm Thiên Chúa ba ngôi. Chúng ta chiêm ngắm mẫu gia đình mà lời Chúa ký thác vào đôi tay của người nam, người nữ và của con cái để hình thành nên sự hiệp thông giữa các ngôi vị là hình ảnh của sự hợp nhất giữa Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Rồi đến việc sinh sản và giáo dục con cái, đó lại là phản ánh công trình tạo dựng của Chúa Cha. Gia đình được mời gọi cùng nhau cầu nguyện hàng ngày, đọc lời Chúa và hiệp thông trong thánh thể để làm cho tình yêu ngày một lớn lên và luôn hoán cải để xứng đáng là đền thờ của Chúa Thánh Thần. Hết số 29. À, tôi thấy là số trước đọc thấy sự dịu dàng, thấy dễ chịu chứ số này đọc xong đầu bị quay quay luôn. Cái gì mà nào là gia đình nhân loại, này, nào là mầu nhiệm ba ngôi, rồi ngôi vị, rồi công trình tạo dựng. Chú ơi. Đây. rồi chú anh em với nhau nhá. tôi có một thắc mắc cậu giúp giải đáp dùm dạ. tớ được không? Nói đi, vô tư. Số này nói về cái gì vậy? Rất dễ, cậu biết chiếc gia Plato. Cái gì mà chiếc gia chiếc chiếc cái đấy. Tớ đã rối số vừa rồi mà ông còn bồi thêm cái chiếc gia nữa không? Thôi bây giờ nói như thế này cho dễ hiểu là cậu có biết uh, Aristotle không? Cái gì nữa, lại là họ hàng với Plato đúng không? Thôi ghê á, không không biết Aristotle luôn sao mà giải thích bây giờ cậu có biết uh, Heidegger không? À, <laughs> bây giờ ông nói đến uh, Emmanuel Kant thì tớ chắc là biết hơi một tí xíu. Mà thôi tóm lại là mình trở về với giáo huấn vui sao theo cái nhìn của Đức Tin thì gia đình không chỉ là hai người góp gạo thổi cơm chung. Ừ. à mà phải còn là phản ảnh hay nói cho dễ hiểu là hình ảnh của sự hiệp thông hay là tình yêu của thiên chúa ba ngôi à, à. thiên chúa không phải là độc cô cầu bại đúng không không phải là một ngôi đơn độc đúng không mà là đúng ba rồi, ngôi đúng yêu rồi. nhau đó đúng rồi người ta gọi là tam vị hợp đức à. <laughs> tam vị nhất thể một chúa ba ngôi gọi là tam kiếm hợp bích đúng không ừ đúng rồi đó cậu bắt đầu hiểu hiểu hơn rồi đó ừ. vậy nên á gia đình được mời gọi sống cái tình yêu đó và cầu nguyện hàng ngày để càng ngày càng xứng đáng với hình ảnh tình yêu của Chúa Ba Ngôi, tức là đền thờ Chúa Thánh Thần. Giờ bây giờ tớ hiểu rồi. Ừ. Trước giờ tớ cứ nghĩ là bài tóm là phải ngắn hơn bài nguyên văn chứ. Chứ sao nữa đúng không? Nghe cậu tóm xong tớ lại nghi ngờ hiểu biết của tớ. cậu chưa hiểu nữa để tớ tóm lại bài lúc nãy cho nè. Đó, nghe nè. Thôi thôi, giờ ông tóm nữa bài nó còn dài hơn là nguyên văn nữa thì thôi rồi. tôi qua số mới đi ông ơi. giờ đã hiểu chưa tớ nè? Rồi tớ hiểu lắm rồi. Rồi hiểu lắm rồi thì anh đây cho qua số mới. Số 30. Trước mỗi gia đình, hình ảnh gia đình Thánh Nazareth vẫn xuất hiện với những nỗi vất vả thường ngày, thậm chí với cả những cơn ác mộng như khi Thánh gia phải chịu đựng hành vi bạo lực phi lý của vua Herod. Đó cũng là kinh nghiệm bi thương mà ngày nay vẫn tiếp tục tái diễn trong nhiều gia đình tị nạn, bị bỏ rơi và không được bảo vệ. Như các nhà đạo sĩ xưa, các gia đình cũng được mời đến chim ngắm hài nhi và đức mẹ để bái lại và tôn thờ người. Như mẹ Maria, các gia đình được khuyên nhủ đối diện với những thách đố của gia đình mình cả khi buồn lẫn khi vui một cách can đảm và thanh thản và cũng để gìn giữ và suy niệm trong lòng những điều kỳ diệu mà Chúa đã làm cho gia đình mình. Trong kho tàng trái tim của mẹ Maria cũng chất chứa tất cả mọi biến cố của từng gia đình chúng ta, những biến cố mà mẹ vẫn ân cần gìn giữ. Bởi thế, mẹ có thể giúp chúng ta hiểu ý nghĩa của những biến cố đó để nhận ra được thông điệp Thiên Chúa ngay trong lịch sử của gia đình mình. Hết số 30. Số này là tớ hiểu liền luôn á cuộc sống mà không thể không có những đau khổ đúng không? Đúng Nhưng mà cần phải học theo cách của thánh gia để vượt qua này. Đối diện với những thách đố một cách can đảm và thanh thản. Chúng ta phải học tấm gương của mẹ Maria luôn ghi nhớ và suy đi nghĩ lại những điều rất bình thường ấy trong lòng. Đó, vậy thì tuần này chúng ta cùng học cách dịu dàng và cùng với gia đình thánh gia xin thánh gia giúp chúng ta đối diện với những khó khăn một cách can đảm nhé. Vâng, xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ năm tuần tới trong chuyên mục giáo huấn vui của Vatican News tiếng Việt để biết niềm vui của tình yêu là gì nhé. Và hy vọng là quý vị nghe giáo huấn vui xong thì cũng cảm thấy vui từ nội dung đến hình thức chứ đừng có vui chỉ vì hình thức thôi nhé. Vậy thì xin, xin chào, chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Chúa Giêsu Kitô.